Rồi em chào cô chú anh chị và các bạn nha. Đây em còn một ít lo đây, em bán hết cho nó hết luôn rồi nè, em lấy cái lô khác về. Mấy hàng này là em đã bán rồi nha. Còn đây em trước đi. Em bán cặp bát 40 từ 220 cun 75. Đây. Một cái zin, một cái làm con rồi nha, có tháo đúng nha. Đây, như hình này. Wow. Đây. Hoạt động bình thường nha, hoạt động tốt nha. 40 từ 22 cun. 40 từ 22 cun 75. Cặp này em bán với giá là 1.200.000 bao ship luôn nha mọi người, nặng lắm nha, cặp này nặng dữ dằn luôn, từ 2 tới 220 lận. Cun là cun 75. Đây. Cặp 40 này là 1.200.000 bao ship nha. Rồi tới tiếp. Đây là cặp 40 cun 51 hoạt động bình thường. 400.000 bao ship nha. Đây, cặp này 400.000 bao ship. Cặp 40 này cun 51 400.000 bao ship nha cô chú. Rồi tới cặp 30 từ 170 cun 75. Cặp này em bán với giá là 1 triệu bao ship. Đây. Này là có nhìn có làm cun rồi, cái nào làm cun hay chưa là em sẽ báo hết cho mọi người nghe, được thì cứ chốt với em nha. Đây, cặp này là có làm cun rồi. Còn hoạt động bình thường nha, 1 triệu bao ship từ 170 cun 75. Đây. Con này lạ lắm nghe mọi người. Đây. 1 triệu bao ship 3 tắc từ 170 cun 75. Rồi, tới đây. Cặp 40 từ 19 cun 75. Đẹp zin. 1.300.000 bao ship nha. Đây 40 từ 19 cun 75. 1.300.000 bao ship. Đây zin hết nha. Lo này cặp này là còn bao zin đẹp luôn. Giá em đưa ra là em bao ship hết cho mọi người nha. Chứ khỏi lo suy nghĩ tới tiền ship nữa. Có khi mua đồ rẻ nhưng mà ship về cao quá cũng tội nghiệp. Đây. Em bao ship hết. Tiếp đây em có bán cái em có một cái bát lẻ đây. Đây một cái bát lẻ. Bát này không biết hàng gì luôn, hà 2,5 tấc nha. Còn nguyên zin luôn, nặng lắm. Cun bự lắm. Cái này em bán cái lẻ này em bán cho là 200.000 bao ship luôn. Cái lẻ này chơi cho vui. Cái này là hàng gì không biết nha, nhưng mà nó từ nó dày ghê thiệt chứ. Cun bự lắm. Đây cun bự lắm. Đây 200.000 bao ship cái bát 2,5 tấc này nha. Đây em có một cái amply. Cái amply này giá 700.000 bao ship hoạt động bình thường nha. 700.000 bao ship còn khá là đẹp nhưng mà em không có vệ sinh lên nha. Cái này là em chưa vệ sinh gì hết. Đây là còn dặn còn im lắm, dặn còn gít lắm. Cái này là em bán giá 700.000 bao ship. Chạy 12 46 12 con nha. 700.000 bao ship. Đây 12 con. Mọi người mua cái chụp màn hình lại gửi Zalo cho em cũng được nha, cho nó dễ. 700.000 bao ship. Rồi, cái này hát tốt nha mọi người. Rồi, kế tiếp em quay thêm. Đây em có một cái này mọi người coi nha. Thì được thì mua nha. Cái này là cái Techcam. Không biết cái này là cái gì là em không gảnh này đâu nghe, tại em còn nhỏ em không gảnh này đâu. Đây cái này cũng còn khá là đẹp. Ông chú ông đem là ông gửi bán mà ông nói là cho tao xin là cái nhà viên nguồn. Đây em sẽ cắt lại cho ông luôn.
Đây để em tháo cái máy cho mọi người coi ngày bị bụi nha. Thôi để em tháo máy à, cứng quá. Cái này chắc điện cho 10, tăng phô này giống cho 10 quá. Tích cam thì thường tích cam này điện cho 10 mà. Cái này em bán 400k bao ship nha. Còn khá là đẹp nha. Rồi cái này 400k bao ship nha. Thôi em chào mọi người nha, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha.